Vườn sứ Quang Vinh xin kính chào các cô chú, mấy anh chị. Hôm nay em quay cái clip này đồng giá 70.000 một cây ha. Em ship từ 2 cây trở lên ha. Là 70.000 một cây, em không bao phí ship người mua trả ha. Rồi, nếu mà cô chú anh chị nào mua 10 cây thì em khuyến mãi một cây luôn ha. Đầu giới thiệu cây thứ nhất ha. Đây, cây thứ nhất là bông rất đẹp luôn ha. Bông màu cam mà có sọc đỏ ha. Cái bông này là bông sứ hạt lai tạo, thành ra em không biết tên. Chưa có tên gì hết. Cái hoa rất đẹp. Hoa ba lớp. Bông màu cam có sọc đỏ ngay giữa. Rồi cái cây này 2, 4, 6 bo. Rất là sai nụ luôn. Cái mặt hoa này rất là sai nụ luôn nha. Rồi cây thứ hai là ghép hai giống. Ở bên đây cần ruột 10. Ba giống luôn, tiết sơn và T1. Cây này có 3 giống cần dược 10 với tiết sơn và T1 nha. Cây này thì có 2, 4, 6 bo. Rồi cây thứ ba là cây hoàng lan ha. Đây cây hoàng lan rất sai nụ luôn ha. Cây này hoàng lan 2, 4, 6 bo luôn. Rồi cây thứ tư là cây tỏ dương. Cây tỏ dương rất là sai hoa luôn ha. Đây nè, có hương thơm ha. Cây tỏ dương rất là thơm luôn ha. Cây tỏ dương tùm luôn. 2, 4, 6 bò. Tỏ dương có 6 bò. Rồi cây thứ năm. Cây thứ năm là cây quyết thắng nha. Đây một hoa quyết thắng đây. 2, 4, 6 bo luôn. Cây quyết thắng đây có 6 bo luôn. Rồi cây thứ 6 là cây quyết rồng. Hoa quyết rồng ở rồng đen đó ha. Cây này 2, 4, 6, 7 bo. Rồi cây thứ 7. Cây thứ 7 là cây Vĩnh Lộc 5 nha. Đây một hoa Vĩnh Lộc năm đây ha. Nó đổi màu đó, mới chỗ nè. Cái này 2 3 ngày qua hồng. 2 4 6 bo, cái Vĩnh Lộc năm có 6 bo. Rồi cây số 8 là cây Phạm Thiên Thư ha. Phạm Thiên Thư thì hoa rất đẹp nha. Cái này nó chỗ lâu rồi nó dập rồi. 2 4 6 7. Cây Phạm Thiên Thư cũng có thơm nữa nha. Hoa thơm. Rồi cây thứ 9 là thiên nga đen ha. Cây thứ 9 thiên nga đen. Cây thứ 10. Cây thứ 10 ghép 3 giống ha. Cái này là Thu Thủy 2. Cái này là Quyết Thắng 3. Cái này là Minh Thi. Cây này có 3 giống ha. Cây số 10 có 3 giống. Cây này có 5 bo. 5 bo mà ghép 3 giống nha. Rồi 10 cây như thế này 700 ngàn ha. Mua 10 cây thì em khuyến mãi một cây ha. Chào các cô chú mấy anh chị nha.